Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Quý khách muốn xem thêm sản phẩm, quý khách hãy tìm kiếm kênh Đồ gỗ Hiền Lành ở trên YouTube. Thì quý khách hãy nhấn vào cái nút đăng ký màu đỏ để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh và sau khi quý khách đăng ký quý khách hãy mở nút chuông thông báo để nhận các cái thông báo mới nhất từ kênh YouTube đồ gỗ hiền lành vâng mai ngày 17 tháng 1 năm 2021 cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành tiếp tục làm video giới thiệu tới quý khách hàng bộ combo sản phẩm tới từ gia đình anh Nhiệm anh ở Hưng Yên trong cái chuỗi video về đồ thờ cúng tâm linh hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ tới quý vị và các bạn đó là một bộ hoành phi câu đối và một bức tranh có chạm chữ Phúc và toàn bộ chữ Hán Nôm và các cái phụ đề tiếng Việt được thiếp vàng Đài Loan. Trong video trước tôi đã giới thiệu cách và quy trình thiếp vàng thì quý khách có thể vào trang chủ YouTube để xem thêm. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đó là bộ combo sản phẩm gồm một bộ hành vi cô đối, một chữ Phúc và một chiếc cấp để trên bàn thờ chúng ta có thể bày đồ như đài nến hương đó là tùy theo yêu cầu chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình nhánh nhiệm và chữ phúc này có kích thước đó là vuông 50 chữ phúc được chạm bên trong khối vòng tròn và xung quanh thì có các cái lá tây bao xung quanh và bên ngoài là các cái khung tranh thì chúng tôi cũng giải thích ý nghĩa luôn của chữ phúc phúc hay còn gọi là phước biểu trưng cho cái sự may mắn, sung sướng, hạnh phúc và những sự tốt lành thì đều là gọi là phúc. Và trong cái kinh thi chia ra làm năm phúc. Một đó là giàu, hai là yên lành, ba đó là thọ, bốn là có đức tốt và năm là vui hết tuổi trời. Và khi mỗi cái dịp Tết đến xuân về thì mọi người chúc cho nhau đó là phúc lộc đầy nhà, và nhà treo chữ phúc thì luôn luôn mong muốn đó là gia đình gặp nhiều cái phúc lành đó là ý, uh, kích thước và ý nghĩa của chữ phúc thì toàn bộ các cái ý nghĩa của các cái bộ chữ nho chữ hán ôm đều được cơ sở đồ gỗ đồ thờ hiền lành chia sẻ trên uh, trang chủ youtube cũng như fanpage facebook đồ gỗ hiền lành thì quý vị có thể vào để xem thêm và tiếp theo đây tôi xin giới thiệu tiếp đó là đến bức hoành phi được làm từ chất liệu gỗ gụ có kích thước dài 1m97, chiều rộng 67. Toàn bộ ván là dài 3 phân chưa kể phần ghép nổi bên trên. Phần ghép nổi bên trên nó lên tới uh, trên 7 phân. Và đã được chạm bộ ba chữ nho ở trong cuốn thư, đó là Đức Lưu Quang. Bộ hoành phi lồng cuốn thư. Giúp cho gia chủ có thể vừa được uh, chơi về hoành phi gỗ và vừa được cuốn thư. Đó là sản phẩm hai trong một sản phẩm tối ưu hóa cho những người dùng hiện nay mà chúng ta chỉ cần mua một chúng ta có thể chơi được hai bức hoành phi lòng cuốn tư này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng tới từ khách hàng ở Hưng Yên và để làm được theo các cái mẫu mã như này đầu tiên đó là kích thước hoành phi phải chuẩn phải dài từ 1m97 trở lên đến 2m17 và nếu như ngắn quá thì chúng ta không làm được mẫu này mỗi một mẫu hành phi lòng cuốn thư đều có ưu điểm và nhược điểm riêng thì mẫu hành phi tôi đang giới thiệu đây là ván dày 3 phân còn toàn bộ các cái phần bên trên là chúng tôi ghép nổi đục kênh bong còn các cái tấm ván liền một tấm dày 3 phân thì không có ghép nổi thì quý khách có thể xem lại các video clip trước tôi đã giới thiệu rất nhiều và bộ ba chữ đức lưu quang này có phụ đề và chữ Hán Nôm tôi đã giới thiệu rất nhiều Đó là đọc từ phải sang về đó là chữ Hán Nôm Và chạm ba chữ Đức Lưu Quang Ý nói tổ tiên của chúng ta mà có cái công đức tốt Thì luôn được sáng mãi và lưu truyền về mãi đời sau này Và câu đối với phải thì bên trên chúng tôi chạm rơi rơi ngậm đồng tiền Phía dưới chạm lãng hoa quả đào Câu đối với phải các cái bộ chữ nho được điêu khắc đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh ý nói tổ tiên của chúng ta mà có nhiều công đức thì muôn đời được thịnh vượng và đối với vế trái đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh ý nói là con cháu mà có hiếu có thảo thì muôn đời về sau này sẽ được hưởng các cái vinh hoa phú quý mà do tổ tiên ông cha ta đã để lại các cái phúc phước ở phía trước và con cháu hậu duệ sẽ được hưởng về phía sau. Toàn bộ các cái viền câu đối là viền chúng tôi bo cong, cũng là cái mẫu sản phẩm bán chạy nhất và thịnh hành nhất năm 2020. Và sang năm nay năm 2021, chúng tôi sẽ cho sản xuất nhiều hơn nữa để đáp ứng tới lượng khách hàng tiêu dùng ngày càng kỹ tính hơn. Quý khách hãy bỏ ra từ 3 tới 5 phút xem hết các cái video clip của chúng tôi thì sẽ biết được các cái điểm khác biệt so với các cơ sở khác. Phía dưới chúng tôi cũng làm các cái dây lụa cong và có chạm lãng hoa quả đào. Bên cạnh các cái mẫu câu đối làm phụ đề thì còn có các cái bộ câu đối tôi để trơn, không chặt gấm. Đó là tùy theo yêu cầu của quý khách và cô đối có kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân. Đi cùng với bộ hoành phi và chữ phúc. Và còn một chiếc cấp dài 97, rộng 47 và cao 12. Đó là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh nghiệm Anh tại Hưng Yên. Thì quý khách hàng có nhu cầu làm về hoành phi cô đối, quý khách hãy liên hệ trực tiếp cho cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh qua hai số hotline. 0986883349 hoặc 0985226684. Chúng tôi nằm tại làng Ngài La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên tỉnh Nam Định. Và đây là chiếc cấp. Thì quý khách có thể bày các cái đài nến hương hay là các cái mâm bồng hay là tam cấp. Đó là tùy theo uh, mục đích sử dụng của quý khách hàng. Và video đang được quay phát trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lanh, cơ sở 6, đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Yên Nam Định. Qua 3 số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684 hoặc 0969 127886. Quý khách nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Và hẹn gặp lại quý khách trong các cái video tiếp theo.